Chào tất cả mọi người. Làm có 2 con mét với con mua đâm mà. Bài binh bố trận giống y như đi chiến trường này. Đây nè. Không có chuyên nghiệp. Đấy, thanh niên này làm nè. Bài binh bố trận. Nhà này là nhà 2 tầng mà. Tầng trệt 2 tầng lầu. Giá 2 con mét. Nhưng mà chủ nhà không có muốn đặt tên wifi khác nhau, chỉ muốn đặt một cái tên wifi, một cái mật khẩu à, thì đi tới đâu nó sẽ tự chuyển tới đó, nên phải bắt buộc không có đặt nó làm router mà đặt mesh, cài chế độ mesh mà mesh thì nó sẽ mesh với con ONT con modem á. Thì ở đây mình cài mình cắm dây sẵn à, vô mấy tầng kia nó chưa có điện đó. Dây nó tập trung nó xuống đây, ngay dây này lên tầng lầu, dây này người ta thi công sẵn. Bây giờ cài mesh thì nó có 2 cách. Một là các bạn đem đi tháo dây ra đem lên trên kia, miễn nó bắt sóng thì nó sẽ mét với nhau. Tuy nhiên mình sẽ cắm dây, nó có dây sẵn rồi, mình cắm dây nó vẫn ở chế độ mét các bạn. Nó chỉ có một hiển thị, chỉ một tên và một mật khẩu thôi. Đi tới tầng nào thì ở gần nhất nó sẽ chuyển cái điện thoại mình vào cái con wifi gần nhất. Đó, đây có hình xong rồi nè. Xíu nữa quay cho các bạn xem cái con ONT nó nhận diện như thế nào. Đây. Đi lên lầu. Nhà này chưa có xong, chưa có hoàn thiện. Hiện tại đi trước à. Ở giữa hai phòng, bên đây một phòng và bên đây một phòng, họ sẽ để dây như thế này. Một cái dây lên và mỗi dây nó sẽ đi ra phòng riêng. Đây là tầng 1 các bạn. Đi lên tầng 2. Ở đây nó cũng vậy. Đó. Mà hiện tại là những cái tầng này nó chưa có điện nên bắt buộc phải đem con mét xuống dưới cài đặt cho nó hoàn thiện xong xuôi. Rồi mới đem lên đây quay lại màn hình cho các bạn xem nó nhận diện như thế nào nha. Đây, trước tiên thì chúng ta sẽ vào phần wifi cho các bạn xem nè. Nó chỉ hiển thị cái home 31 là nhà 31 các bạn. Nó mất hết những cái con mét ha, mất hết tên những cái con mét. Mình sẽ kết nối vào cái con đây, con ONT các bạn, con modem nè. Mình đã kết nối, mình bật cái wifi mét lên các bạn ha. Bật cái wifi mesh lên rồi, nó đã nhận diện rồi. Mình vào phần open mesh cap nè, CAB nè. Mình sẽ thấy nó nhận diện cái mấy cái con mesh, mấy con thì nó sẽ hiển thị ra các bạn. Đó, cái con ONT, con modem chính là con màu vàng, nó có chữ ONT. Và hai con mesh thì biểu tượng nó sẽ mỗi con một cái series khác nhau nè. Cái điện thoại mình đang kết nối với lại cái con mesh có số series là D6 nè. Rồi như vậy thôi. Một là các bạn có thể đem cắm wifi, cắm nó bắt bằng wifi. Hai là cũng có thể cắm dây, nó cũng như nhau thôi à. Nó vẫn nhận diện một cái tên và một cái wifi, khi đến tầng nào nó sẽ chuyển đến tầng đó. Ok, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà làm hết buổi sáng rồi đó. Ok, xong rồi, dọn dẹp, bàn giao chủ nhà. Thanh niên chỉ đạo võ thuật cộng với ánh sáng, âm thanh gì, khói lửa gì xong xuôi. Bên trong cái nhà không có ai hết, trời mưa mà không có làm gì được. Rồi, chúc các bạn một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại.